Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, sáng nay ngày 13 tháng 3, tỉnh Điện Biên đã khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình đền thờ liệt sĩ tại điểm di tích Đồi Ép. Đồng thời, tỉnh cũng đã phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát động trồng cây hoa ban năm 2021 tại Đồi Đê hướng tới vì một Việt Nam xanh. Công trình được xây dựng gồm hạng mục chính, đền thờ và các hạng mục phụ trợ gồm cổng vào, sân dẫn nhập, sân tĩnh tâm và hồ tĩnh tâm, hệ thống cây xanh v.v. với tổng mức đầu tư 105 tỷ đồng. Đây là công trình mang giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ sau đối với các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên Phủ. Bên cạnh đó, công trình còn có ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của nhân dân cả nước, các cựu chiến binh, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ khi đến với Điện Biên. Việc đầu tư xây dựng công trình còn từng bước góp phần thực hiện đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, chiến trường Điện Biên Phủ đã được phê duyệt. Đồi A1, mốc son lịch sử, gương anh hùng bất tử vô danh, đất Mường Thanh nhuốm máu cha anh, cho Điện Biên mãi màu xanh hoa nở. Hôm nay chúng tôi cũng lại còn ở lại đây và được dự cái sự kiện này, chúng tôi rất là xúc động và rất cảm ơn lãnh đạo mà đã ghi nhận và ghi nhớ công ơn của những người đã từng chiến đấu để cho con cháu chúng ta được hưởng những ngày hôm nay. Cùng ngày, lễ phát động trồng cây hoa ban năm 2021 vì một Việt Nam xanh cũng đã diễn ra. Đến nay, trên các tuyến phố, các điểm du lịch, khuôn viên công sở, trường học tỉnh Điện Biên đã thực hiện trồng mới gần 4 vạn cây hoa ban. Việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam hỗ trợ trồng 10.000 cây hoa ban năm 2021 nhằm góp phần thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng phát động, đồng thời hiện thực hóa chủ trương phát triển cây hoa ban của tỉnh. Chúng tôi cũng mong muốn rằng nhận được cái sự quan tâm của các sở ban ngành chuyên môn để hướng dẫn cho cái việc trồng. Chúng tôi có thể phát huy cái tâm huyết và cái nguồn lực. Nhưng mà cái kỹ thuật trồng thì cũng mong muốn là có sự giúp đỡ của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, mà chúng ta phải có kế hoạch chăm sóc, phối hợp kể cả chăm sóc, và chúng ta phải có cái nghiệm thu để chúng ta thấy rằng cái sự phát động của chúng ta là đem lại kết quả thiết thực chứ không phải chúng ta chỉ hưởng ứng phong trào. Tôi cảm thấy đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa đối với mỗi người dân Tây Bắc, bởi vì ai cũng biết là hoa ban thì có một là biểu tượng đặc trưng của vùng Tây Bắc nói chung và của Điện Biên nói riêng, và tôi hy vọng là trong thời gian sắp tới thì hoa ban sẽ nở khắp vùng trời Tây Bắc để chào đón các du khách và hưởng ứng vì một Việt Nam xanh hơn. Khí thế của buổi lễ phát động trồng cây hoa ban năm 2021 tại đồi tượng đài chiến thắng thành phố Điện Biên Phủ ngày hôm nay được hy vọng sẽ là sự khởi đầu mới tốt đẹp cho phong trào trồng cây hoa ban nói riêng và trồng chăm sóc bảo vệ rừng toàn tỉnh nói chung.